có lẽ là một hình ảnh chẳng có xa lạ gì đối với mỗi chúng ta. Đó là một trong vô số những hình ảnh tượng trưng cho phẩm giá cao quý, thấm đẫm nhu hòa và ngập tràn chất liệu tinh thần văn hóa cao đẹp của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đến nay. Xét về góc độ văn hóa dân gian, hoa sen thường được biểu trưng cho những nét đẹp thuần khiết, hồn nhiên và cho cả cốt cách thanh cao, đáng quý nhất bên trong tâm hồn mỗi người. Đặc biệt, trong Phật giáo, hoa sen có vô vàn ý nghĩa quan trọng trong việc nuôi dưỡng đức tin, trau dồi trí tuệ và công đức. Nhưng tiêu biểu nhất, nó là sự tượng trưng cho chân tâm Phật tánh bên trong mỗi chúng ta. Để thể hiện một cách trực quan và sinh động nhất về hình mẫu tuyệt đẹp của hoa sen, chúng ta hãy cùng xem qua một số sản phẩm nghệ thuật thuộc phân loại tranh trúc chỉ tròn nổi tiếng đến từ nhà Đề Con Ao. Mặt tranh có kết cấu chất liệu mica trắng hương tinh xảo, bậc nhất trên thị trường, tạo nên khí chất lung linh, huyền ảo. Kết hợp với công nghệ Inuve hiện đại nhất của Nhật, độ tỏa sáng lúc phát quang của sản phẩm đã đạt đến mức độ hoàn hảo bậc nhất. Bên cạnh đó, sản phẩm có kiểu dáng khung tròn ôm viền mạnh mẽ với đa dạng các kích thước khác nhau tùy theo nhu công năng sử dụng của người dùng, làm nổi bật lên toàn bộ nền họa tiết bên trong. Sắc vàng hoàng kim quyền quý kết hợp cùng ánh đèn ấm áp tỏa ra mang lại cho không gian thờ nói riêng và bối cảnh ngôi nhà nói chung một vẻ đẹp sang trọng, linh thiêng, giúp cho cả nhà có thêm nguồn năng lượng tích cực, mang đến cho gia chủ một cảm giác bình an, thư giãn nhẹ nhàng sau nhiều áp lực. Quy trình thiết kế hiện đại, tâm huyết dày công sáng tạo, quá trình sản xuất chuyên nghiệp, tất cả những yếu tố đó đã hòa quyện vào nhau chấm phá nên một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời với những đường nét tinh xảo đầy uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, đầy cổ kính nhưng sang trọng tinh khiết, vừa có khí chất sang trọng quý phái mà vẫn giữ được trọn cái hồn sống mãnh liệt của nghệ thuật truyền thống dân tộc. Đây chính là điểm mạnh ưu việt của những thành quả nghệ thuật thương hiệu của trang trúc chỉ Đề Con Ao. Đặc biệt, những sản phẩm của Đề Con Ao còn có một tính năng thông minh hiện đại độc nhất, đó chính là tích hợp khả năng điều khiển tắt bật ánh sáng đèn thông minh bằng điện thoại, giúp tiết kiệm năng lượng và bảo vệ an toàn nguồn điện khi vắng nhà. Ngoài ra, sản phẩm từ Đề Con Ao còn có ưu điểm sau: chịu nhiệt cao, chịu lực tác động tốt, đảm bảo sử dụng lâu bền từ 10 đến 20 năm. Chất liệu đèn đạt chất lượng cao, đạt tiêu chuẩn ISO. Hệ thống đèn LED V3 tiết kiệm điện đến 80% so với đèn LED phổ thông có trên thị trường. Đặc biệt hơn, thương hiệu tranh của Đền Con Ao đã được VTV và HTV đưa tin đề xuất về việc sáng tạo và sở hữu sản phẩm đáng tiêu dùng nhất. Đền Con Ao luôn đặt trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi luôn cam kết bảo hành sản phẩm lên đến 24 tháng, hỗ trợ một đổi một trong vòng 7 ngày nếu phát hiện lỗi sản phẩm đến từ nhà sản xuất. Đền Con Ao luôn sẵn lòng hỗ trợ kỹ thuật trọn đời, tư vấn mẫu tranh phù hợp cho không gian trống nhà bạn. Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn nỗ lực sáng tạo, cống hiến đến cộng đồng những sản phẩm nghệ thuật trang trí tuyệt vời nhất. Đền Con Ao slogan: We create, you enjoy. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các bạn vì đã quan tâm và theo dõi. Nguyện cho các bạn ngập tràn may mắn, thành đạt, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Còn đợi gì nữa, hãy đặt hàng ngay hôm nay. Đề Con Ao mang đến an lành trong gian thờ nhà bạn.